chung nó không ý kiến, nhưng mà tụi nó cũng khuyến khích chị hoài à, tại vì chị sống cũng có một mình, tụi nó cũng động viên. Coi chương trình á thì chị thích, thích chương trình của em là ví dụ như cũng có những người phù hợp lứa tuổi, nói chung ra bây giờ thì tạm gọi là già này, không có yêu cầu điều kiện gì, vui vui buồn chia sẻ thôi. Chỉ tự vì cách đây cỡ những tháng á, chị bị đau cái tay này nè, chị bị viêm cái gân á, mà trời ơi em biết nửa đêm ngủ á, muốn muốn một cái người đó, muốn muốn làm sao phải có ai mà đi xuống cái lầu gót cho mình ly nước để mình uống thuốc của cạo gió dùm thắng thì nó cũng đã quen rồi, nhưng mà một cái sự giúp đỡ của người bên cạnh là không có. Dạ em chào chị. Dạ chị chào em. Dạ cho em hỏi chị tên gì? Chị tên Mỹ Lệ. Chị năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Chị sinh năm 64. Năm 64. Cho em hỏi là hiện giờ chị sinh sống quê quán ở đâu? Chị ở ở tỉnh Hậu Giang, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nhưng mà cái tỉnh Hậu Giang của chị á, là hiện giờ chị đang ở quốc lộ 5 sông Hậu, ở ngã tư Mấy Dầm. Dạ. Chị có được bao nhiêu người con? Chị có được ba đứa con, mà làm xui hai đứa rồi, còn thằng Tréo chị đang ở chung với nó. Dạ. Cho em hỏi rồi chị muốn kiếm một người để bầu bạn tuổi già thì chị có tham khảo con của chị không? Có. Dạ. Tắt tắt điện thoại chị. Tắt điện thoại, tắt thôi. Để chị trả lời rồi chị của chị bên đó cái là chị nói liền. Dạ dạ dạ. Dạ. Ơi. Như là em nãy hỏi chị là trước khi chị đến chương trình Kết Nối Yêu Thương của em thì chị có tham khảo con của chị chưa? Có. Rồi con chị nói sao? Nói chung nó không ý kiến, nhưng mà tụi nó cũng khuyến khích chị hoài à, tại vì chị sống cũng có một mình. Tụi nó cũng động viên. Động viên. Cái đó điều đó thì cũng chúc mừng chị đã, khi mà chị muốn bước thêm bước nữa thì con chị đã cũng ủng hộ đó. Rồi hiện bây giờ chị sống ở dưới là chị làm nghề gì? Chị có vườn. Mình làm vườn gì chị? Làm vườn á em, cũng có cây trái rồi đó. Cuộc sống mình ổn định không chị? Chị ổn định, chị đang ở với thằng Tréo. Hai đứa kia thì đứa gái gả rồi, rồi thằng trai có vợ nó cũng ở riêng. Rồi thằng này thì nó có mở ra cái salon tóc. Mười năm về trước thì nó mở ở Sài Gòn. Rồi dịch cái nó về nó trốn dịch rồi cái hết dịch rồi sau dịch rồi nó thôi nó ở dưới này rồi làm luôn à. Rồi con út của chị có vợ chưa? Chưa. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Nó 34 tuổi rồi. 34 tuổi, dạ. Rồi theo như chị muốn lên chương trình của em là Kết Nối Yêu Thương thì chị có yêu cầu về những anh mà muốn đến với chị không? Thì cũng như coi chương trình đó thì chị thích. Thích chương trình của em là ví dụ như cũng có những người phù hợp lứa tuổi. Nói chung ra bây giờ thì tạm gọi là già rồi, không có yêu cầu điều kiện gì. Vui vui buồn chia sẻ thôi. Chỉ tự vì cách đây cỡ những tháng á, chị bị đau cái tay này nè, chị bị viêm cái gân á, mà trời ơi em biết nửa đêm ngủ á, muốn muốn một cái người đó, muốn muốn làm sao phải có ai mà đi xuống cái lầu gót cho mình ly nước để mình uống thuốc của cạo gió giùm thôi. Cái thằng út nó đi chơi dữ lắm, bây giờ nãy lúc em đang gọi em hỏi là đi nữa rồi đó. Nhiều khi rồi cái mình cảm thấy cũng như là mình chống vắng thì nó cũng đã quen rồi, nhưng mà một cái sự giúp đỡ của người bên cạnh là không có. Giúp đỡ bên cạnh không có. Một cái người bên cạnh nó không có rồi, đôi khi em biết không,
nhiều khi đi đáp tiệc rồi cách nói ra đây cách 5-7 năm về trước á, cái mình thấy người ta đi, người ta chở nhau, người ta đi rồi này nọ kia, cái mình cũng có một cái gì đó cũng chạnh lòng á, nhưng mà cố gắng vượt qua vậy đó, nhưng mà tới lúc bây giờ mà 1-2 cái bệnh nhẹ nhẹ thôi, rất là cần. Thì cái chương trình của em là muốn tạo điều kiện những cô chú anh chị em sống một mình. Tại vì em cũng hiểu cái điều đó là khi mà lớn tuổi sống một mình thì rất là buồn. Đó. Thì không, nói chung ra là có đi gần có con, nhưng là đâu phải cái gì cũng là cần con được. Đó. Đó. Thì cái nỗi buồn đó thì em cũng biết được, nên em mới la ra cái chương trình là kết nối yêu thương cho những cô chú anh em lớn tuổi đó, để mà về bầu bạn cái tuổi già đó, khi mà đau ở minh ngoạn này chăm sóc cho nhau đó. Thì cũng rất là mừng cái chương trình của em đã được ẩm gài, là cũng được rất là nhiều cô chú anh chị em đã liên hệ với em để muốn kết nối yêu thương đó, tìm một người bạn đời. Đó, thì cũng là như chị đây, hồi sáng sáng là em đi quay thiện nguyện đó, nhưng cái thời gian em bây giờ là ban ngày em đi quay thiện nguyện, ban đêm em phải kết nối yêu thương cho những cô chú anh chị em lớn tuổi. Thật sự em không có thời gian rảnh, như vừa đi vừa phải nghe điện thoại liên tục. Nói chung là bữa nay là cơ khoảng chừng là 60-70 cuộc gọi liên tục luôn. Nói chung là em không có thể nào mà rảnh được hết đó. Thì em có hứa với chị là khoảng từ 7 giờ đến 8-9 giờ em sẽ điện cho chị, mà từ nãy giờ thật sự em đang quay những cô chú anh chị khác nữa đó, thì mới vừa xong đó, thì em mới điện cho chị, mà chưa kịp điện là chị điện cho em rồi. cho chị hỏi để chị quên. Dạ. Cái chỗ làm việc của em là ở đâu vậy? Em là ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Là nếu mà những cô chú anh chị em mà còn trẻ tuổi á, thì lên tới chỗ em là tại cầu Dầm Cống, là vườn dừa Hoa Lan, quán cà phê là vườn dừa Hoa Lan đó. Còn tại sao mà giấc này em còn phải làm việc là tại vì những cô chú lớn tuổi đi di chuyển xa thì rất là khó khăn, nên em là mượn cái Zalo này em kết bạn để em quen chia sẻ qua, nhưng khỏi đi tới em đó, cho nó tiện hơn đó. Từ chỗ đó thì hổng gài em đăng lên cũng có mấy chú mấy anh, thì theo như chị coi chị có thích anh nào chú nào không? Chị coi sao cũng như là không phải là khó nói, nhưng mà chị thấy như vậy nè, ví dụ như duyên đến á, là nhận. Dạ. Mặc dù ở tuổi nào cũng vậy. Dạ. Ví dụ như ở phía nữ nó sẽ người ta chọn mình thì tốt hơn, chứ giờ nó chỉ chọn không biết luôn, không có suy nghĩ luôn. Không chị, cái này là cái quyền lợi của chị. Trước khi với tí em đăng lên, cái này là em đăng lên những cô những chú đó hoặc là anh đó, thì chị coi, thì em cũng khuyên chị là coi hết clip, coi từ đầu đến cuối, coi cái tánh tình anh đó nói những gì và muốn gì, là cái tánh tình anh đó có hợp với chị không đó. Thì chị cảm thấy cái anh này là hợp với mình nè, thì cứ liên hệ với em nói tiếng ơi, chị muốn là kết duyên chú A, chú B, chú C đó, cứ nói em, thì em sẽ cho số hai người, rồi lúc đó liên lạc nhau, rồi tự chị tìm hiểu, hai người thì hiểu nhau đó. Cái đó là bình thường, tại vì mình thích thì mình có quyền nói. Rồi cái đó là cái hạnh phúc của chị sau này, người bạn của chị sau này là chị tự chọn, chứ em không có chọn được đó. Chị thì chị thấy cái nhiều cái bài của em á, chị thấy anh quá. Yeah. Thì anh quá với cái độ tuổi của chị thì chị thấy nó phù hợp. Phù hợp. Mà chị ý kiến về em thấy sao, ví dụ như bây giờ hai chị em mình ngồi làm việc về nè. Thí dụ em cứ gửi thông tin của chị cho cái anh đó. Đừng cứ đăng lên cũng như mấy cái mà chị coi gì đó, không nó sẽ thấy mắc cỡ với xui gia. Không cái chuyện này bình thường. Tại vì có những chương trình là ở trên đài truyền hình thì cũng có là tìm bạn bốn phương, hay là cái chương trình
chương trình gì không quên nè, cái chương thì ở ở người ta có một cái sân khấu hoành tráng ở dưới là bao nhiêu khán giả ngồi xem, thì chị nghĩ đi, thì người ta không ngại, còn chị em mình ngồi tại nhà nói chuyện qua Zalo, chỉ em đăng lên thôi. Mà cái chương trình này em cũng nói trước là em phải lên chương trình, em phải đăng video lên thì mới lúc đó, rồi tại vì em đăng cái video gì lên nè thì có nhiều cô chú, nhiều anh, nhiều chú thì gặp chị, thấy chị thì với tí chị không được cái mối này thì chị cũng được mối khác đó. Thì cái đại giờ thì nói chung là chị sống về bản thân cho mình đi, chứ chị đừng có quan tâm những gì ai nói. Tại sao? Tại vì họ nói cái miệng họ đâu có giúp chị, có những người bên cạnh mình mới giúp mình, nên chị đừng có suy nghĩ về cái chuyện đó, nó cho nó mệt thêm đó. Thì bản thân mình làm gì cảm thấy mình thích thì mình làm, mình không có làm sai với lương tâm mình. Chứ phải chị mà có gia đình thì kiếm một người đàn ông nữa, cái đó là không được. Còn cái này là chị hiện bây giờ chị sống một mình thì chị kiếm một người để bầu bạn, không phải là gì để bầu bạn, để mà tuổi già tâm sự nhau rồi lo lắng cho nhau trong cái lúc mà đau ốm bệnh hoạn thôi đó. Rồi, nói chung ai thì trở về già khi mà sống cô đơn thì mới hiểu, chứ người còn người ta nói thì kệ người ta, chị đừng có quan tâm điều đó nha. Biết sao không? Chị nói chọn cái anh quá không? Tại vì hình như là quê hương của ảnh là Hậu Giang á, Đúng không rồi, biết anh ở huyện nào. ở Hậu Giang lúc đó là chú nói là ở Hậu Giang, rồi sau đó mới di chuyển lên Bình Dương mằng bây giờ mua nhà để sinh sống ở Chảnh đó. Mà bây giờ chú muốn đi đâu cũng được hết, muốn về nhà chị ở cũng Phải được. ý như mình thấy cảm thấy cái người mà chung với xứ sở mình, cái chung với một tỉnh với mình, tự nhiên mình thấy mình có cảm tình á. Thì chị thấy là cảm tình với chú đó. Nó rồi còn ngoài ra còn ai nữa không? Không, mà Không. đừng có ví dụ như đừng có đừng cái bài đăng, đừng có đăng nói chị vậy được không, là em nói riêng với anh đó đi được không? Không được chị, anh này em quay, anh này em đang quay video mà chị. Ủa Em đang quay tự giờ chị mà. Tại tại vì em quay em phải đăng lên, em phải đưa lên cho mọi người, là những cái anh nào đó hay chú nào đó thấy được là muốn đến với chị, là nó phổ biến rất là nhiều người đến với chị. Còn chị đến thinh với nó thích đó là ông đó, chú quá không chịu rồi thôi, đâu có ai đâu đó. Còn một khi em đăng lên là nhiều chú nhiều anh thấy là cái cô này thấy phù hợp với mình là thôi mình bầu bạn với nhau đó. Tại vì chị nói cho tiếng nghe nè, thiệt sự mà nói á, nhiều khi mình muốn cũng không được đâu, duyên mà Đúng rồi, người ta ông thầy nói duyên đến thì nhận, duyên đi thì buông, có thiệt à dạ đúng rồi, em. dạ Thành ra kệ đi, giống như mình thuận theo tự nhiên đi. dạ không thì em cứ đăng video rồi lên, là ai thấy tính tình của chị phù hợp những anh đó thì sẽ liên hệ với em, rồi em mới liên hệ với chị đó, rồi sau đó em mới cho số hai người, rồi hai tự chị tìm hiểu với nhau đó, thích thì đến, còn không thích thì làm bạn thôi chứ không có gì hết. Dạ rồi chị, thí dụ thì chị có cái độ tuổi nè, rồi với chị thích tính tình người đàn ông mà sau này để bầu bạn với chị, là chị nói ra hết để chị thích những gì chị nói. Chị thích người hiền Dạ hiền chị thì thích hiền không không gia trưởng, thích thiện không gia còn trưởng. về vấn đề nếu mà phù hợp thì chị nghĩ chị sẽ là người một cái người mà hình như cũng toàn diện về 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 mọi mặt luôn. Chị nói chung ra là chị cũng đạt được cái đó cao lắm, về nhà cửa quản lý xử sự hoặc là phục vụ này kia nọ, rồi chị chu đáo, chị chu đáo Không bây chị giờ nhận xét về bản thân chị. Chị còn chị có tánh nóng hay là sao Không, chị không có nóng mà chị hay giận. không? Coi như là vậy, ăn giỏi hờn mát Mà dặn ba ba chị hồi đó chồng chị còn sống đó, cái ba chị gầy hoài à, nó mẹ không biết tánh nó gì trơn á, ông cọp nó dương dai cái quên hết à, ông chồng ổng giỡn cái đó, chị dặn hồi thôi à, ý là dặn nói dặn thật chung thôi là à, dặn là dặn trong vòng 30 giây là hết dặn. 30 giây hết à.
chị hòa, chị tánh là hòa đồng, dạ. Nói chung ra chị dễ sống, thích nghi hoàn cảnh, dạ. Chị tánh chị á, dạ. Môi trường nào chị sống được hết, môi trường nào sống cũng được, mà chị là người rất là chia sẻ, dạ. Với tất cả mọi người và tất cả mọi hoàn cảnh, dạ. Chị sống mà chị sớm nghiền đều được lòng thương mến, dạ. Đó, thì như chị, như cái lời nãy chị nói thì chị bây giờ sống một mình, khi nửa đêm nửa hôm như chị là muốn cần người múc ly nước cũng không có, thì hôm nay chị mới lên chương trình này thì những cô chú anh chị em xem và hiểu chị hơn tại sao chị muốn kiếm một người bạn nữa. Không phải là gì hết, là muốn kiếm một người bạn ở bên mình để mà nương tựa lẫn nhau sau cái tuổi già, có cái chuyện gì hay là múc một ly nước, hay là bóp một cái vai, hay là bóp một cái chân trong khi nhức mỏi, thì trong lòng mình cảm thấy mình vui hết chị. Dạ. Rồi, còn bây giờ chị nằm nâng nhức cái tự co cái giò lên bóp 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 khát nước tự xuống xuống múc. Thì nói chung là mong rằng cô chú anh em hãy thương chị và hiểu chị hơn. Tại sao chị muốn đến từng tuổi này, tại sao muốn bước thêm bước nữa, là lý do là ở đây đó. Thì những cô chú anh chị em nào lớn tuổi thì phải hiểu cho chị hơn, còn những cô, những anh chị em nào chưa có hiểu về cái tuổi già, sau này thì mình cũng bình luận, thì mình trước khi bình luận phải suy nghĩ cho nó kỹ, hãy tôn trọng những cô chú anh chị em, dù sao cô chú anh chị em này cũng lớn tuổi mình, nên mình muốn nói những gì thì mình hãy lịch sự một chút. Thì Tiến rất là cảm ơn. Thì mới nãy nói chung cho chị xin gửi lời nói đến cái vấn đề cộng đồng mạng á, dạ, dạ. Chị nói có nhiều người á rất là hiểu và trí thức, đúng rồi, vô một cái bình luận mình nghe thích liền, dạ. Chị nói ví dụ như tuổi của chị bây giờ á, nếu nói muốn kiếm chồng, dạ. Tạm để có một cái hưởng thụ khác, dạ. Thì ít khả năng nó cho mình nó không cao, dạ, dạ. Nhưng mà có những cái cũng nên chia sẻ. Chị nói ví dụ như đi bệnh viện đi, dạ. Con nó chạy nó đưa vô tới bệnh viện, nó có công việc của nó về cái nó thả đó, rồi em biết không, đi cờ dơ trên bệnh viện á, rồi ừ. Muốn có phải chi mình có một cái người thân đi bên cạnh mình, người chồng, hoặc là người chồng cần có người vợ để tiếp những cái bước khác, yeah. Ví dụ vậy đó, yeah. Đi nội soi chỗ này rồi đi chụp hình chỗ kia, rồi phải đi chạy ra đây lấy, thay vì mình ngồi chỗ mình chụp xong rồi mình mệt mà, yeah. Chồng mình đi theo hoặc vợ mình đi lấy giùm tiếp mình, dạ, yeah, đúng có rồi chị. Những cái đó là những cái rất cần lúc bây giờ, dạ, yeah, dạ. Khi bây giờ chị mới nhận thấy ra điều đó nó quan trọng, dạ, yeah. Còn chồng chị chết năm nay 10 năm rồi, hồi lúc đầu không có thấy gì quan trọng, đúng rồi, mình bình thường á, dạ, yeah. Chứ bây giờ nếu mà nói lên đài này đi đi kiếm chồng rồi này kia cái nọ, thứ nhất thì sự lòng chị nói nha, ở không lướt Facebook vui, yeah. Thấy vui, yeah. Thấy vui, yeah. Rồi cũng muốn tham gia, yeah. Rồi khi mình nghĩ mình có hoàn cảnh mới tháng tan thì nó xảy ra như vậy thì mình cũng ao ước được chị, thì bây giờ thật sự trong lòng là vui, yeah. Vậy thôi à, yeah. Chứ ví dụ như nhu cầu ABC gì đó, yeah. Chưa nghĩ tới, yeah. Thì, nhưng, yeah. Nhưng mà thật sự thì cũng còn sức khỏe mà, yeah, yeah, cũng, yeah. Cũng còn biết làm cho mình đẹp là cũng biết hưởng thụ, dạ, dạ, dạ. Nhưng mà nhu cầu đó nó không có cao, dạ. Đây là vui là chính, dạ, dạ, dạ. Ừ, cái này chị nói thật lòng chị á, đúng rồi. Thì cũng như cái chị có coi cái chị mà U72 thì cô đó là thật sự ra mà nói là tánh cô đó là thẳng thắn nói thật đó. Thì lúc trước cô đó có nói là thật sự hồi đó nó để mà bước thêm bước nữa là không bao giờ bước, không bao giờ bước, để ở vậy. Nhưng sau mà một thời gian gần đây thì cô đã ngã bệnh, thì cái sự mà chăm sóc cô nói đi vô bệnh viện thì người ta có con có cháu nè, người ta có chồng nè, để người ta chăm sóc rất là vui, rất là thấy nó hạnh phúc. Còn cô vô bệnh viện chỉ có một mình thui thủi, muốn làm cái gì cũng không có ai làm giùm đó. Nên khi mà xuất viện về cô có suy nghĩ khác, cô phải kiếm một người, không phải là gì, để nương tựa lẫn nhau, để một ngày nào đó thì cũng bệnh như vậy thì cũng để chăm sóc lo lắng cho nhau đó. Thật sự ra nó là lúc trước là cô nói già rồi kiếm người để làm chi đó, tới chừng mà đụng chuyện rồi cô mới có suy nghĩ khác lại. Thì cái đó suy nghĩ hoàn toàn như chị ở đây chắc là đúng, tại vì
những người trẻ tuổi thật sự nói, mà cái này em cũng nói thiệt luôn, em cũng không ngại. Đại giờ em thấy là người hung ít người hiền nhiều. Không biết lý do gì hết, người ta lên mạng này người ta muốn kiếm ai hay là ta muốn làm gì, đó là cái quyền cá nhân. Cái nhất, cái thứ hai là người ta cũng đâu xin tiền mà đâu có đụng phạm với mình, mà nhiều người vô những cái bình luận rất là mất lịch sự. Đó, người đó lớn tuổi hơn mình mà vô nói những câu bình luận, thì Tiến cũng mong rằng cô chú anh chị em hãy tôn trọng những cô chú lớn tuổi. Mình sống có tâm, đời bây giờ sống không biết bữa nay mình có, hay là ngày mai mình có còn không. Bữa nay mình mạnh giỏi, không biết ngày mai mình có mạnh giỏi không. Bữa nay mình đành lặng, ngày mai mình chưa biết mình có lành lặng không. Nên đừng khi dễ, đừng chê bai ai. Đó, cái đó là cái quyền cá nhân của mỗi con người. Nên sống thì phải có tâm đi anh chị em ơi, đừng vô bình luận nói những câu nó không có được hay lắm. Thì mong rằng cô chú anh em hãy suy xét lại những gì, nếu Tiến có nói sai cái gì, mong cô chú anh em hãy thông cảm cho Tiến. Thật sự cái kết nối yêu thương này, thì cái mục đích của con làm là tại sao con hiểu được cái điều đó, hiểu được cô chú lớn tuổi không có ai bên cạnh đau ốm nhân quản, như cái loại nãy là chị nói đó, nhức giò muốn có người để bóp, thì có một đứa con thì con đi chơi đó, muốn kêu một người múc một ca nước thì cũng không có con, thì tự chị phải làm. Nói chung ra cái này là đúng chứ không phải là sai đó. Thì em cũng khuyên chị thôi, cái này cuộc sống là của mình mình cứ nghĩ cho mình đi. À, không ai lo cho mình hết, chỉ là bản thân mình lo cho mình, với người bên cạnh mình mới lo cho mình thôi, còn người ta nói thì mặc kệ người ta đó. Nên chị cũng đừng có suy nghĩ cái đó quá nhiều hả chị. Dạ à, chị có muốn là nói lời nào nữa không chị? À, chị muốn gửi lời nói cảm ơn em đã kết nối chương trình này. Dạ. Thứ nhất là chị vui. Dạ. Rồi sau đó thì chị cũng cảm ơn cộng đồng mạng. Yeah. Ví dụ như những cái người có xem qua. Yeah. Chương trình thì cũng như mình phải mở lòng ra. Yeah. Mình đón nhận những cái gì người ta không có. Yeah. Chứ không phải đừng có chê bai dè biểu gì hết á. Yeah. Tại vì mỗi người mỗi cảnh. Yeah. Không ai giống ai. Yeah. Đôi khi á, người ta đi tìm một cái gì đó không có phải là vấn đề nhu cầu gì về thể xác hay là đam mê bậy bạ trong cái đời sống này. Yeah. Ví dụ như có nhiều người cái vô cái bình luận với chị 72 tuổi đó. Yeah. Thế nó kỳ tội nghiệp á. Yeah. Đâu phải người ta cần cái gì đâu. Yeah. Người ta có một cái gì đó đôi khi thấy rất cô đơn. Yeah, rất yeah. cô đơn. Yeah. Chị nói nha, chị đi bệnh viện á, chị đi chụp phim cái tay, rồi bác sĩ cho chị đi siêu âm cái gân. Yeah. Thì hai cái nó khác nhau. Yeah. Đi lên chạy xuống trên lầu xuống đất, mà hai cái phòng đó vừa đi thử máu rồi lấy kết quả, thay vì mình có người chồng đi lấy giùm mình ngồi trên chỗ mình sướng không. Yeah. Mình thấy người khác bay ngồi kế mình á, tự nhiên mắt chào ra vậy đó, mình buồn á. Dạ đúng rồi đó. Yeah. Thì bây giờ khi mà chị cũng hiểu được mấy cái này, người xem chương trình đồ vui. Yeah. Vui. À. Rồi vậy đó, rồi cái chị mới nói với thằng cháu trong nhà này. Yeah. Nói là hồi trưa này nói với nó, chị đâu có biết vô Zalo, cái nó nói chị kêu nó bà mẹ kết với ai vậy, nó kết với cái chú Tiến này nè, cái chị mới cho nó coi mấy chương trình đó, nó cười cười hoài, nó mới nói gì nó cười cười nó chọc chị á. Dạ. Nó cười cười mà điều nó vui lắm nha. Dạ. Yeah. Nó cười cười mà nó vui. Dạ. Yeah. Thì chị thấy cũng vui. Yeah. Thì chị cũng gửi lời cảm ơn em, rồi cũng gửi lời nói với cộng đồng mạng hoặc là với những anh chị em giống như chị vậy đó. Yeah. Là chị chúc thành công. Yeah. Thành công để gặp được một cái ý chung nhân mà mình đã muốn. Yeah. Mình ví dụ mình muốn là mình muốn được người hiền, được người ga lăng này cái nọ, thí dụ vậy, trong cuộc sống giúp đỡ với nhau. Yeah. Thì chị cũng cầu chúc cho mấy anh các anh chị em đều. Yeah. Có một đạt được một cái ước muốn cũng như chị muốn. Yeah. Yeah, em cũng cảm ơn chị đã nói ra những trong lòng của chị muốn nói ra những gì. Thì em cũng cảm ơn chị là đã đến chương trình của em.
Thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì em cũng trước khi kết thúc chương trình thì em cũng chúc chị đã gặp một người bạn để sống trong cái khoảng đời còn lại. Em chúc chị gặp nhiều may mắn. Dạ. Chị cảm ơn em. Dạ, thì Tiến cũng mong rằng cô chú anh chị em có thương Tiến thì nhớ cho Tiến một cái đăng ký, một like và một chia sẻ. Và nhớ ấn chuông thông báo để nhận video mới của Tiến nha. Thì cô chú anh chị em hãy xem video, bất cứ ai muốn kết nối chương trình này thì Tiến cũng nói thẳng luôn là cô chú anh chị em nào, bất cứ ai muốn kết nối thương thì lên chương trình của Tiến, chứ không có mà thấy anh đó cái cho số để mà điện liên lạc, cái đó là điều đó không có. Phải lên chương trình, phải nói những gì như chị đây để cho những anh, những chú nào hiểu, thích thì mới đến với nhau. Chứ không điện thoại nói Tiến ơi là phải cho chị cái số điện thoại của anh đó đặng chị tự liên lạc, là cái đó là Tiến không có làm được. Nên cô chú anh chị em thông cảm cho Tiến. Thì thôi hai chị em mình chào khán giả đi chị. Dạ, dạ, Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị một buổi tối vui vẻ, anh hút. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Yeah.